Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho các bác là một mặt chiếu ngựa gỗ lim. Đó, thì hiện tại cái mặt này là hàng một tấm nha các bác. Đó, thì hiện tại cái tấm này thì một đầu đó là 1,6 và một đầu là 1,7 nha. Rất là đẹp luôn. Cái hàng này là đang quay mộc thô cho các bác này. Đó, cái này là đang quay mộc thô cho các bác xem thực tế luôn. Cái này là bên em mới vừa tải ra và chỉ mới lót một nước lót thôi. Đó, quay xa để cho bác xem nhé. Đấy. Thì hàng bên em nói chung thì hàng bên em đa số thì em sẽ quay là quay mộc hết cho các bác nhé. Thì cũng có một số mặt hàng thì em cũng có quay lúc hoàn thiện. Đó, cũng như mấy cái tấm này này. Nhưng mấy tấm này thì hiện tại là đang còn thô nguyên này, chưa có dập gì hết đó. Thì đang còn thô nguyên, chưa bào chà, chưa làm gì hết. Còn những cái tấm trước mắt các bác đang quay đây thì hiện tại là đã bào chà xong hết rồi. Cái này là em để phe cạnh tự nhiên nha. Phe cạnh tự nhiên nhưng mà cái cạnh thì nó không có bị vác đi nhiều nha các bác. Tại vì cái này là hàng bìa mà. Đó, thì hiện tại là cái bộ này nó dày là 20, dài là 2,72 m. Và rộng thì một đầu là 1,6 và một đầu là rộng 1,7 m. Đó. Bạn nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại Zalo là 033 33 88 719. Thì nói chung em có duy nhất một tấm này thôi, tại vì một tấm này thì nó đủ kích thước để làm chiếu ngựa thôi, còn lại là đa số là mặt bằng hết nha. Đó, thì cái bộ này hiện tại em đang bán với giá là 45 triệu, nếu mà bạn nào thiện chí thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. 45 mà đã có chân kê đầy đủ ba ship rồi nha. Còn những cái mặt này thì khắp anh em đã đặt hết rồi nè. Đó, thì bây giờ em sẽ quay sát để cho các bác xem này. Đó, cái này là hàng cũng mộc nha. Cái này nếu mà BU nữa là lên vân rất là đẹp luôn. Lên vân rất là đẹp luôn. Cái này em đang quay mộc cho các bác xem này. Này cho cầm BU một tí màu và thôi là nó sẽ lên màu rất là đẹp luôn. Lại nó nổi vân nha.